Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Quyên Channel. Đầu tiên thì Quyên xin chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ, thật là thành công. Và đừng quên lúc nào cũng lạc quan và yêu đời trong cuộc sống nha các bạn. Trong cái video ngày hôm nay là một cái video khá là thú vị nha các bạn. Mà mình biết là các bạn nam sẽ rất là tò mò nha. Đó là phụ nữ thích nhìn cái gì ở cơ thể các bạn đó. Đối với chị em phụ nữ á, có một số bộ phận mà của đàn ông khiến họ bị hút mắt. Dùng cơ thể đó không chỉ hấp dẫn mà còn cho thấy cái sự khác biệt về cái sự nam tính mạnh mẽ nè, phong trần nè và đáng tin cậy. Hãy cùng mình điểm danh những cái vùng của đàn ông mà phụ nữ thích trong cái video ngày hôm nay nha các bạn. Đầu tiên hơi bị buồn cười nhưng mà theo mình á, đó là cái vùng cấm địa là cậu nhỏ nha các bạn. Lần đầu gặp gỡ thì phần đông phụ nữ theo cái bản năng sẽ liếc qua cái vị trí này trong ít giây ngắn ngủi nhằm đánh giá là cái kích thước của cậu nhỏ như thế nào. Cái sự liếc nhìn này thường xảy ra rất là vụng trộm, sẽ hiếm khi nào mà các chàng trai phát hiện được, bởi nó xảy ra rất là nhanh, còn nhanh hơn cái việc đó là đàn ông nhìn ngắm những cái bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của phụ nữ đó. Việc nhìn vào cái bộ phận nhạy cảm của đàn ông á là cái phản ứng sinh học tự nhiên của phái nữ thôi nha các bạn. Một nghiên cứu chỉ ra với mọi cái bức ảnh nam giới mặc cái quần slip á, đa phần là các nàng đều liếc nhìn đến cái vị trí đó là cậu nhỏ đầu tiên, thay vì cái khuôn mặt điển trai, bộ ngực này nở nang hay là cơ bụng sáu múi. Đặc biệt hơn á, khi phụ nữ đến với chu kỳ kinh nguyệt á thì cái nhu cầu tình dục cao hơn bình thường, thì họ thường xuyên liếc nhìn hay là suy nghĩ nhiều hơn tới cái cậu nhỏ của đàn ông. Rất nhiều cái chàng trai không nghĩ rằng á, cái vùng cậu nhỏ lại là cái vị trí thu hút nhất, gợi cảm nhất và quyến rũ nhất đối với phái nữ. Thứ hai đó là mùi hương cơ thể nha các bạn. Cái này thì Quyên thật sự quan tâm nha, nếu mà đi ngang á, mình nghe cái mùi hay là mình ngồi gần mình nghe cái mùi thì mình cũng sẽ bị thu hút bởi cái mùi đó nha các bạn. Mùi hương cơ thể á, đặc biệt đôi khi là cái điểm mà khiến phụ nữ không thể nào quên, lại là một cái thứ mà chẳng vào đâu đúng không các bạn. Trời đất ơi, ví dụ như là cái mùi mồ hôi mà khi mà đi chơi mà thể thao về, đi đá banh gì đó. Tuy nhiên thì cái mùi mồ hôi ở trên cơ thể quần áo quá lâu á, thì sẽ gây ra cái mùi chua rất là khó chịu. Mà đảm bảo cái cuộc hẹn lãng mạn trong lòng phụ nữ thì các bạn phải tắm rửa sạch sẽ nè, có thể là sử dụng nước hoa nè, hợp với dầu gội, sữa tắm, dầu thơm nhẹ nè. Thứ ba đó là khuôn mặt. Thực ra thì một số chị em phụ nữ á, thường có cái quan điểm khác nhau về cái đẹp. Cho nên á, một số mà anh chàng có cái ngoại hình tốt nhưng lại không được đánh giá là cái điển trai trong mắt họ, nhưng mà vẫn sẽ có những người đánh giá cao về ngoại hình này. Tuy nhiên thì đa số phái nữ đều có cái sở thích nhìn vào những cái anh chàng điển trai nhất, vì đây là cái nơi tập trung mà nhìn nhiều nhất nha các bạn. Khi mà đang nói chuyện với nhau, dù mà là người dân đi ngang qua thì với một cái khuôn mặt là đẹp trai thì cũng sẽ thu hút ánh nhìn của phụ nữ. Nếu mà bạn nam sở hữu cái nhan sắc kém với khuôn mặt mà mụn nhiều sẹo hay là vết thâm á, thậm chí là họ còn không chịu rửa mặt buổi sáng luôn, thì những anh chàng này sẽ rất khó lọt vào cái mắt xanh của những cái cô nàng này nha các bạn. Thứ tư đó là đôi mắt. Đó, khi mà được hỏi là con gái thích nhìn gì ở con trai á, thì đa số là chị em đó thường thừa nhận là họ thích nhìn vào, chăm chú vào cái con mắt nè của cái người khác phái khi mà trò chuyện với nhau á. Bởi vì đôi mắt được xem là cái cửa sổ tâm hồn đúng không các bạn, nên mà khi các chị em tập trung nhìn vào sẽ thấy được cái tính cách khác của anh chàng, như là vui, buồn, đau khổ, lo lắng gì đó. Cho nên mà các chàng trai cũng nên chú ý hạn chế mà nói dối đó. Đó, nói dối là phát hiện liền á, nhìn mắt là phát hiện liền nha các bạn. Thứ năm đó là đôi môi. Đó, một đôi môi đầy gợi cảm và căng mịn cũng là cái vị trí được phái nữ ngắm nhìn khi mà trò chuyện với nhau. Dĩ nhiên cái điều này còn cho thấy á, cái kỹ năng hôn của anh chàng sẽ không thể nào kém được. Đa số phụ nữ sẽ rất thích ngắm nhìn những cái anh chàng có cái bờ môi mỏng. Nhưng mà cũng số chị em lại thích là có sở thích khác, như là môi dày, môi đỏ, môi có màu hay nâu. Cho nên dù môi bạn thuộc cái kiểu nào thì các bạn đừng nên tự ti và chăm sóc tốt cho cái môi của mình, không bị khô, xỉn màu hay là bị nứt nẻ, để mà làm tăng cái sức hút đối với phái nữ nha các bạn. Thứ sáu đó là mái tóc. Mái tóc gọn gàng, bồng bềnh cũng là một cái điểm nhấn để mà tạo ra cái sức hút với phụ nữ trong cái lần đầu gặp đầu tiên đúng không? Mái tóc đẹp cũng thể hiện ra cái tính cách của cái anh chàng này có tự chăm sóc cái bản thân mình hay là không. Đồng thời nếu biết lựa chọn một cái mái tóc phù hợp với cái khuôn mặt thì sẽ khiến cho bạn trở nên rất là sáng sủa nè, và còn làm tăng thêm cái ấn tượng đối với phái nữ nữa nha các bạn.
Thứ bảy đó là mông. Ngoài nam giới có cái sở thích là nhìn mông, còn phụ nữ thì ngược lại là đa số bạn nữ cũng có cái sở thích ngắm nhìn cái bờ mông của đàn ông. Ngay cả VN cũng thích nhìn nè. Trong đó có một số chị em sẽ thích những anh chàng có cái mông hình nửa vầng trăng, nhưng mà một số khác lại thích cái cặp mông săn chắc, to tròn. Nhưng mà VN thì VN thích to tròn nha các bạn. Đây cũng là được xem là cái vị trí quyến rũ trên cơ thể của phái mạnh và thu hút phái nữ nha. Thứ tám đó là bàn tay. Đó, nhiều chị em đã từng nói rằng họ bị hấp dẫn bởi cái người đàn ông sở hữu cái đôi tay to rộng nè, nhiều gân nè, chai lì nè, và những ngón tay không được thon thả như phụ nữ. Tuy nhiên thì cái bàn tay cũng là nơi đàn ông thể hiện cái tính cách của bản thân mình có sạch sẽ hay là cầu thả hay là không. Chính vì vậy đó, một số chị em lại thích những người đàn ông có cái tay to, sạch sẽ và tạo cái cảm giác ấm áp khi mà ở bên cạnh đối phương nha các bạn. Thứ 9 đó là cái bắp tay rắn chắc. Cái này là Nguyên đặc biệt thích nha các bạn. Cái đôi tay này cơ bắp và rắn chắc là một trong những cái bộ phận trên cơ thể khiến phụ nữ thích ngắm nhìn đầu tiên. Từ cái đôi tay thì chị em cũng đủ biết rằng đó là anh chàng này là một người chịu khó luyện tập thể thao hay là không, đúng không? Vì vậy, đối với cái đôi tay to khỏe sẽ thể hiện được cái khả năng che chở, bảo vệ và mang lại cái cảm giác an toàn cho phái nữ. Các bạn hãy tận dụng cái lợi thế này để mà tạo ấn tượng đối với chị em khi mà ra ngoài đường nha các bạn. Biết đâu là một ngày nào đó thì bạn sẽ tìm được một cô gái mà mình thích thì sao? Thứ 10 đó là có cái cơ ngực săn chắc. Cơ ngực tôi không có săn. Thật là không thể quyến rũ hơn khi mà nhìn thấy một anh chàng đó là để lộ cái cơ bắp săn chắc khi mặc áo sơ mi hay là áo thun mà ôm giống như VN nha các bạn. Không những vậy thì chị em sẽ cảm thấy rất là kích thích khi mà được dùng tay mà xoa bóp và chạm vào cái vị trí này. Không khác gì cái cảm giác của đàn ông mà khi chạm vào cái bộ ngực của phụ nữ đâu nha các bạn. Chính vì vậy nếu mà bạn chịu khó luyện tập cho cái cơ ngực săn chắc á, thì sẽ là cái lợi thế mạnh khi mà muốn tạo cái sức hút đối với bạn gái. Qua những cái thông tin mà mình đã chia sẻ trong cái video ngày hôm nay á, thì chắc chắn là bạn đã tìm được cái câu trả lời cho cái vấn đề đó là phụ nữ thích nhìn gì ở đàn ông rồi, đúng không? Nếu mà bạn cảm thấy bản thân mình không đẹp trai như cái tiêu chí mà phụ nữ đưa ra thì bạn cũng không nên nản lòng. Để tạo cái sự hấp dẫn đối với phái nữ thì bạn cũng có thể tạo dựa vào những cái đặc điểm khác trên cơ thể của mình nữa, đúng không? Vì vậy hãy cố gắng thay đổi và luyện tập cho cơ thể ngày một săn chắc để mà thu hút ánh nhìn đối với phái nữ nha các bạn. Video của VN đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Bye bye, hẹn gặp lại.